không phải. À, đi lên đây à? À. À đây đây nó có đường đây. Thế mình không biết mình đi đường này. Đây. Ôi. Tí cột người anh được. Thì có cái nước thuốc này tắm xem nó thế nào. Cái này chưa đậm, nhưng mà đậm mà ví dụ như ngày xưa nhá, vừa đẻ con xong ấy, con vừa là lòng xong ấy, là mẹ người ta trước khi sắp đẻ người ta đun sẵn nước rồi, xong là pha sẵn nước rồi, người có cho người, nếu mà ngày xưa người ta tự đẻ là cảm thấy đau đẻ, người ta tự pha nước như là này, pha vào thùng sẵn. Xong là đẻ xong người ta vào thùng tắm luôn. Mà hồi sức rất là nhanh. Nên là thường phụ nữ người Dao á, như kiểu dân tộc khác người ta kiêng cả tháng không tắm, không tắm hay không gội đầu nhá. Người Dao 3 ngày tắm gội luôn. Bây giờ dân tộc khác cứ phụ nữ con kiểu tầm à tắm vào đây à? Ờ chui coi như là tí pha nước xong là chú cháu thoải mái vào ngâm người ấy. À thế à? Ờ. Ồ tốt nhỉ. Vào tắm nhỉ. Tắm hả? Cháu có đợi nước nó ấm ra.
Đóng rồi. Nước chưa đóng rồi. Thôi tắm tí thôi. Lạnh lắm. Thì đấy thì mày vào lấy mày ngâm xong bây giờ mày cái mày. Không nhưng đóng cửa, đóng cửa xong tắm nó mới sướng chứ. Tắm nước lạnh có là chết à? Nó lại có. Không. Không quen. Nước lạnh cháu không tắm đâu. Không quen nước nữa. Nước lạnh này cháu cứ thế này mai là đi tiếp đấy. Không ai biết đâu mà. Biết đâu rồi, chẳng ai biết đâu. Không, nếu mà không có điều kiện tắm thì không có vấn đề gì. Xong thì tí nhá. Cho nước là cho nước nóng xong là thích pha cho nó khắc pha. Vâng. Thì cho nước nóng vào đã thì tí mình pha xong. Thế cho tí nước muối thôi, tí cái này nữa. Vâng. Hai xô ba xô cho vào là ngâm thoải mái mà. Thì bây giờ nước đến đây mình ngâm nó đến đây rồi, mình ngồi vào nó rồi ngâm đến đây rồi. Vâng. Đây tôi pha. Tôi cũng tắm ấy, tôi tắm xong tôi mới ngủ.